Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn Mayland. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nha Trang quy hoạch thành trung tâm du lịch thương mại tài chính. Hà Nội đấu giá trực tuyến 82 căn chung cư. Người dân thành phố Hồ Chí Minh sắp được mua 6.400 căn nhà ở xã hội. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040. Theo tờ trình, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch thành phố Nha Trang có tổng diện tích tự nhiên hơn 26.736 ha. Trong đó phạm vi thuộc thành phố Nha Trang có diện tích tự nhiên 25.422 ha và phạm vi nghiên cứu thuộc huyện Diên Khánh có diện tích 1.314 ha về mục tiêu phát triển thành phố nha trang được xác định là một đô thị biển đảo xanh sạch và phát triển bền vững có dịch vụ đa dạng dịch vụ du lịch đẳng cấp quốc gia và quốc tế gắn với những giá trị cảnh quan thiên nhiên và văn hóa sinh thái đặc sắc bước đầu trở thành một thành phố thương mại tài chính tầm vóc quốc gia và khu vực đông nam á trong định hướng phát triển toàn tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thành phố nha trang được định hướng duy trì là thành phố trong thành phố khánh hòa về tính chất thành phố nha trang cũng được định hướng là đô thị du lịch biển đảo quốc gia và quốc tế trung tâm hành chính chính trị kinh tế văn hóa khoa học công nghệ giáo dục đào tạo và y tế của tỉnh trung tâm kinh tế khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo giáo dục đào tạo và y tế của vùng duyên hải nam trung bộ và tây nguyên đồng thời thành phố nha trang sẽ là trung tâm du lịch thương mại tài chính dịch vụ hàng hải của vùng nam trung bộ và cả nước có vai trò và vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường biển <laughs> 82 căn chung cư thuộc dự án Ecolec View tiếp tục được đấu giá vào tháng 6 với giá khởi điểm 31 tới 35 triệu đồng một mét vuông. Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt vừa thông báo đấu giá trực tuyến quyền sở hữu 82 căn hộ chung cư tại dự án Ecolec View số 32 Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai. Các căn hộ này thuộc sở hữu của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam. Trước đó vào tháng 11 năm ngoái, công ty Lạc Việt cũng đấu giá 90 căn hộ tại dự án này, tuy nhiên chỉ có 8 căn hộ tìm được chủ sở hữu, 82 căn còn lại tiếp tục được đấu giá vào giữa năm nay. Các căn hộ có diện tích từ 67 tới 105 m2, nằm ở tầng từ 18 tới 20, có giá khởi điểm từ 31 đến 35 triệu đồng mỗi m2, thời hạn sử dụng lâu dài, tổng giá trị khởi điểm của số căn hộ trên là khoảng 220 tỷ đồng. Khách hàng tham gia đấu giá phải đặt cọc khoản tiền khoảng 10% giá trị khởi điểm của mỗi căn hộ. Bức giá áp dụng với mỗi căn là 10 triệu đồng. Thời gian đăng ký từ ngày 2 tháng 6 đến 16 giờ 30 phút ngày 16 tháng 6. Các căn hộ được đấu giá theo phương thức trả giá lên. Thời gian trả giá vào 2 ngày, đó là ngày 19 và ngày 20 tháng 6, trên trang thông tin của đơn vị đấu giá. Người tham gia đấu giá liên hệ đăng ký xem tài sản với công ty từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 9 tháng 6. Dự án nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại Ecolec View gồm 2 tòa tháp cao 32 tầng, cung cấp 1.218 căn hộ. Đầu năm 2017, dự án mở bán đợt đầu tiên với mức giá 21-23 triệu đồng mỗi mét vuông. Hiện nay, trên thị trường chuyển nhượng, giá căn hộ Ecolec View được giao dịch trong khoảng 33-38 triệu đồng mỗi mét vuông. Dự án đã bàn giao từ cuối năm 2018, việc chủ đầu tư đấu giá trực tuyến gần trăm căn hộ tại một dự án hiếm khi xuất hiện trên thị trường. Loại hình trung cư nếu được mang ra đấu giá, phần lớn là các tài sản được cầm cố cho các khoản nợ. Theo thông tin từ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố có 9 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai, bao gồm 5 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước, 4 dự án động thổ trong năm 2022. Tổng quy mô nguồn cung gần 6.400 căn hộ với diện tích 17,5 hectare. Quy mô lớn nhất là dự án khu dân cư tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, do công ty cổ phần địa ốc Sông Đà An Nhân làm chủ đầu tư với 1.344 căn hộ. Một dự án lớn khác là nhà ở xã hội trong khu dân cư Tân Thuận Tây, quận 7, do công ty cổ phần đầu tư xây dựng Xuân Mai Sài Gòn làm chủ đầu tư, cung cấp ra thị trường 1.300 căn hộ. Dự án lớn thứ ba có 1.254 căn hộ nhà ở xã hội là khu nhà ở tại số 324 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10 do công ty cổ phần Đức Mạnh làm chủ đầu tư. Trong năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công động thổ 4 dự án nhà ở xã hội trong khu dân cư Nguyên Sơn, Bình Chánh, khu dân cư Tân Thuận Tây, quận 7, khu nhà ở xã hội phường Phú Hữu và phường Long Trường, thành phố Thủ Đức. Việc tổ chức lễ động thổ do các dự án này chưa hoàn tất thủ tục đầu tư xây dựng. Đến nay, dự án nhà ở xã hội trong khu dân cư Nguyên Sơn đã hoàn tất thủ tục đầu tư xây dựng. Ba dự án còn lại đang thực hiện thủ tục gia hạn tiến độ thực hiện dự án, thẩm định báo cáo, nghiên cứu, khả thi đầu tư xây dựng, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 trên 2 nghìn. Từ khi có luật nhà ở năm 2005 đến tháng 3 năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng hoàn thành 32 dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2016-2020, phát triển mạnh mẽ nhất với 19 dự án được hoàn thành, xây dựng gần 15.000 căn hộ. Sở xây dựng cho biết đã tổng hợp 87 khu đất hoặc dự án có mục tiêu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, thực hiện phân loại các nhóm dự án để tháo gỡ vướng mắc, hướng dẫn hoàn tất hồ sơ và thủ tục đầu tư. Trường hợp các sở ngành không phối hợp giải quyết thì sở có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo các đơn vị thực hiện những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin bất động sản ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại